Đây là bài tập yoga cơ bản dành cho những người mới bắt đầu luyện tập yoga. Và đặc biệt bài tập này được thiết kế với những tư thế động tác rất là đơn giản, dễ dàng để cô chú anh chị và các bạn có thể ngay lập tức luyện tập để trải nghiệm những kỹ thuật, những cái lợi ích của luyện tập yoga. Và bài tập này thiết kế trong tư thế đứng. Do vậy thì nếu ngày hôm nay chúng ta luyện tập yoga, chúng ta chưa có thảm thì đây sẽ là bài tập vô cùng thú vị. Vì không cần thảm chúng ta có thể hoàn toàn tập luyện được bài tập này. Và nó sẽ là nền tảng gốc để chúng ta tiếp tục làm quen với các cái kỹ thuật bài tập yoga khác. Và đặc biệt thì chỉ 30 phút thôi sẽ giúp cô chú anh chị và các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái và thấy rằng yoga vô cùng dễ tập như thế nào. Và ngay bây giờ hãy cùng Kiba đứng lên để chúng ta trải nghiệm bài tập trong ngày hôm nay được không ạ? Rồi, chúng ta sẽ đứng lên với hai chân cách rộng bằng vai của chúng ta. Hai bàn chân song song, chúng ta nhìn thẳng về phía trước. Toàn bộ kỹ thuật trong bài tập ngày hôm nay chúng ta hít thở đều tự do nhé, đừng có quan trọng về hơi thở. Rồi, chúng ta bắt đầu nào. Hít vào với hai tay đan trước mặt. Nào, hai tay đan trước mặt. Thở ra, chúng ta lật ngửa lòng bàn tay về phía trước, đẩy căng bàn tay ra phía trước mặt. Đúng rồi. Hít vào bằng mũi nào, thu tay lại. Thở vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên để kéo giãn cột sống, giảm bớt tình trạng đau vai gáy và cột sống lưng. Hít vào trùng tay lại, chúng ta giữ nguyên vị trí nhá. Hai tay chúng ta đan lại sau lưng. Thở ra để tay căng ra xa khỏi lưng. Hít vào buông tay, hai tay chúng ta vươn lên. Bàn tay bên phải giữ khuỷu tay bên trái. Đúng rồi, giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra kéo khuỷu tay vào sau đầu để kéo giãn vùng vai rất dễ chịu. Hít vào bằng mũi nhá, toàn bộ bằng mũi, đổi tay, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Thở ra kéo khuỷu tay vào sau đầu. Rồi, hít vào buông tay, chúng ta lặp lại nào. Hai tay đan trước mặt. Nào, tay đan trước mặt. Hờ lật ngửa lòng bàn tay về phía trước. Rồi căng tay ra. Hít vào buông, thu tay lại, thu tay lại. Hờ lật ngửa lòng bàn tay lên trên để kéo giãn toàn bộ cột sống. Hít vào trùng tay lại, hai tay chúng ta lại đan lại sau lưng. Hờ ra mở căng lồng ngực về phía trước. Tác hỗ trợ hơi thở chúng ta càng ngày càng sâu hơn đấy. Hít vào buông tay, hai tay vươn lên. Bàn tay bên phải giữ khuỷu tay bên trái. Hở ra kéo tay sau đầu. Hít vào đổi tay, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Hở ra. Chúng ta thêm một vòng nữa nào. Hít vào buông tay, hai tay đan trước mặt. Hờ lật ngửa lòng bàn tay về phía trước. Hít vào thu tay lại. Hờ vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Hít vào trùng tay. Hai tay đan lại sau lưng. Hờ đan lại sau lưng. Hờ ra đẩy căng tay ra xa khỏi lưng. Hít vào buông tay, hai tay vươn lên nào. Bàn tay phải giữ khuỷu tay bên trái. Thở ra kéo tay sau đầu. Hít vào buông tay, tay trái giữ khuỷu tay bên phải. Thở ra. Rất dễ chịu đúng không ạ? Rồi từ từ hạ tay xuống, hai tay chúng ta chống hông. Nào chống hông. Giữ lưng thẳng. Giữ nguyên, hít vào bằng mũi. Cứ hít thở chậm thôi nhá. Hờ, xoay đầu sang bên trái, nhìn vào vai. Cảm giác căng ở vùng cổ. Hít vào, xoay đầu lại. Hờ ra, xoay sang bên phải. Hít vào, xoay đầu lại. Nào, xoay đầu lại. Hở ra, xoay đầu sang bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Hở ra, xoay đầu sang bên phải.
Tiếp tục nào. Hít vào, xoay đầu lại. Hờ, xoay đầu sang bên trái. Hít vào, xoay đầu lại. Hờ ra, xoay đầu sang bên phải. Rồi từ từ xoay đầu lại. Hạ tay xuống. Động tác tiếp theo sẽ động tác vô cùng dễ chịu, giãn hết toàn bộ cơ thể chúng ta. Rồi hít vào, tay bên phải chúng ta vươn lên. Chúng ta kiễng chân trái lên, kiễng chân trái lên. Đẩy ngực lên. Thở, nghiêng người sang bên trái. Cảm giác kéo giãn toàn bộ cơ thể đấy. Đúng rồi nào. Nâng người lên. Hạ tay xuống. Đổi bên, rất dễ đúng không ạ? Hít vào, tay trái vươn lên. Kiễng chân phải lên, kiễng chân phải lên. Hờ, nghiêng người sang bên phải. Nào, giữ thẳng tay trái. Nâng lên. Hạ tay xuống. Tiếp tục nào. Hít vào, tay phải vươn. Kiễng chân trái lên. Hờ, nghiêng sang bên trái. Nào, xoay nhìn lên trên. Nâng lên, hạ xuống. Tiếp tục, hít vào, tay trái vươn lên. Kiễng chân phải, hở ra, nghiêng sang bên phải. Nâng người lên, hạ tay xuống. Thêm một vòng nữa. Hít vào, tay phải vươn lên, kiễng chân trái lên nào. Hở, nghiêng bên trái. Xoay ngửa nhìn lên trên. Nâng lên. Hạ tay xuống. Tiếp tục. Hít vào, tay trái vươn. Hở ra, nghiêng sang bên phải. Nâng người lên. Hạ tay xuống. Rồi bây giờ chúng ta chụm sát hai chân của mình lại. Rồi, chụm sát hai chân, cái bà xoay ngang để mọi người nhìn rõ hơn nhá. Hít vào, hai tay chúng ta dang ngang nào, dang ngang. Vươn lên, lòng bàn tay hướng vào nhau, thật chậm thôi nhá. Hờ, chúng ta vươn thẳng người về phía trước. Đến khi nào thân song song với sàn. Hạ tay xuống, chạm vào đầu gối. Đúng rồi, chạm đầu gối, cứ nâng cao người lên. Giữ nguyên ở đây và hít thở đều bằng mũi. Hít thở đều bằng mũi. Có thể chúng ta cảm thấy hơi căng ở phần chân, nhưng đừng để căng quá nhé. Hít thở đều bằng mũi. Nào, duỗi dài cột sống lưng ra. Cột sống lưng thẳng mà, không phải cong cong như thế này đâu ạ. Chúng ta vươn dài ra. Cái cổ và cái mang tai nó cách xa nhau. Hít thở chậm. Rồi hít sâu một hơi. Từ từ đứng lên. Hở ra. Bây giờ chúng ta sẽ lặp lại nhiều lần. Và mỗi lần chúng ta vươn thì chúng ta sẽ tiến qua gối một chút. Tiến qua gối một chút. Và sau khi tập lại nhiều lần sau nhiều bài tập này, thì mỗi ngày chúng ta sẽ tiến gần sâu xuống dưới chân như kỳ ba như thế này. Được không ạ? Rồi, chuẩn bị. Nghĩa là lặp lại nhiều lần cái bài tập này đấy. Bắt đầu, hít vào, tay dang ngang, vươn lên. Cánh tay song song với nhau. Hờ, vươn dài người về trước. Hạ tay qua gối. Tùy độ dẻo mỗi người. Thấy đau chân rồi thì thôi. Rồi hít vào một hơi. Rút tay lại, đứng lên từ từ. Chậm thôi, chậm thôi, không chóng mặt. Hờ ra. Lặp lại nhá. Hít vào, tay ra ngang, vươn lên. Hờ, vươn dài người về trước. Hạ tay qua gối, ai dẻo hơn thì tiến sâu hơn. Rồi từ từ đứng lên thật chậm, đứng lên thật chậm, thật chậm, thật chậm. Lặp lại nào. Hít vào, tay dang ngang, vươn lên. Hở ra, vươn dài về trước. Gập người xuống. Và từ từ nâng lên thật chậm.
Rồi chúng ta hít thở sâu vài hơi nào. Nếu như ai mà thực hiện động tác này chúng ta cảm thấy chóng mặt thì chúng ta phải tập luyện yoga nhiều hơn nhé, để cải thiện hệ thống huyết áp tim mạch của chúng ta. Và những ai mà chúng ta không chạm tay được tới cổ chân giống như Kiba thì nghĩa là toàn bộ phần chân chúng ta bị sơ cứng, chúng ta có nguy cơ rất là cao gặp cái tình trạng bị đau lưng, bị đau dây thần kinh tọa hoặc là thoái hóa lưng. Thì đấy là biểu hiện của, dấu hiệu của những người bị cứng về cơ xương khớp, thì chúng ta sẽ tập luyện nhiều hơn. Ngày hôm nay chúng ta chạm tay lên gối, nhưng ngày mai tập luyện nhiều, chúng ta sẽ giãn cơ, đúng không ạ? Rồi, bây giờ tách rộng hai chân của chúng ta ra. Làm sao giữa hai chân tạo nhau góc vuông ở háng? cúi đầu xuống, nhìn xem háng của mình vuông góc chưa ạ? Rồi, hít vào thẳng lưng lên. Chúng ta trượt tay qua gối, rồi chống tay xuống đất. Giữ cho lưng chúng ta song song với sàn. Thở ra thì giữ nguyên. Giữ nguyên ở đây và hít thở đều. Cảm giác bây giờ sẽ là cảm thấy căng ở vùng chân. Thường khi mà chân cứng thì cũng ảnh hưởng đến phần lưng. Những người bị chân mà chúng ta không dẻo linh hoạt thì phần lưng cũng thường rất là đau, rất là yếu. Và mỗi lần hít thở xong, hít thở sâu, mọi người tự hít thở nhé. Mỗi lần thở ra thì chúng ta có thể tăng thêm độ căng bằng cách trùng tay xuống, nhưng đừng để đau quá nhé. Chân vẫn giữ thẳng, gập theo sức của mỗi người, đừng để căng chân quá, đừng để đau quá. Hít thở đều bằng mũi. Rồi bây giờ chúng ta chống cả bàn tay xuống. Mọi người nhích chân rộng ra một chút, rồi từ từ trùng gối chân trái xuống. Trùng gối chân trái xuống. Rồi cảm giác bây giờ là căng toàn bộ vùng khớp háng đúng không? Thì chúng ta nhớ khi tập yoga sẽ có nhiều động tác kéo giãn. Chúng ta giữ độ căng nó vừa sức thôi, đừng để nó đau nhé. Hơi căng căng một chút là được. Và hít thở đều bằng mũi. Nào đổi bên, chúng ta dồn chân sang bên chân phải. Hít thở đều. Cảm giác căng vùng khớp háng. Rồi để thẳng cả hai chân. Chúng ta nhích chân lại một chút và hạ thấp mông xuống nào. Hạ thấp mông xuống. Tay phải chống lên gối phải, tay trái chống lên gối trái. Thì mũi chân chúng ta hơi xoay ra bên ngoài một chút, giữ lưng thẳng. Hít vào một hơi bằng mũi. Thở ra chúng ta xoay vặn người sang bên trái. Hai tay để rộng gối ra. Mắt nhìn về sau. Mắt nhìn về sau. Hít thở đều. Hít thở đều bằng mũi. Nào đổi bên, hít vào. Thở ra, xoay người sang bên phải. Giữ nguyên tư thế và hít thở đều bằng mũi. Hơi thở của mỗi người sẽ có người ngắn hơn, có người sâu hơn, lâu hơn. Thì chúng ta cứ hít thở theo khả năng của mình nhé. Kiba chỉ hô lệnh bắt đầu và kết thúc, hoặc là các động tác lặp đi lặp lại thôi. Các động tác giữ thì mọi người cứ hít thở theo cái thể lực của mọi người. Rồi xoay người lại. Rồi chúng ta thu hai chân lại. Nào chúng ta nhích, thu hai chân lại. Nào co cái chân trái lên. Nhấn mũi chân trái xuống dưới. Nó sẽ làm căng căng cổ chân. Đúng rồi, làm căng căng cổ chân đây ạ. Nhấn các mũi chân xuống. Làm tăng sự linh hoạt cho cổ chân chúng ta. Bài tập là kéo giãn từ trên xuống dưới. Để chúng ta làm quen với các động tác yoga. Đổi bên nào, sang chân bên phải. Hơi thở mọi người cứ hít thở đều tự do, đừng quá lo lắng về việc cái hơi thở mình nó chưa sâu, phải tập luyện nhiều cơ. Xong các kỹ thuật sâu hơn thì sẽ hướng dẫn mọi người kỹ hơn về điều đấy. Rồi chúng ta lại bước rộng hai chân
khoảng cách hai chân cách rộng bằng cái vai của chúng ta. Hai tay đặt lên nhau, hai tay đặt lên nhau. Hít vào, hai tay vươn lên, vượt qua đầu đẩy ngược lên. Đưa bàn tay vào sau đầu, đẩy khuỷu tay sang hai bên, nâng cằm nhìn chéo lên trên, ưỡn ngực lên. Hạ khuỷu tay xuống, thở ra, hạ tay xuống, cảm thấy rất dễ chịu đúng không ạ? Lặp lại, hít vào đặt tay lên nhau, vươn lên. Vươn tay về sau, đẩy căng ngực lên. Đưa bàn tay vào sau đầu, nâng cằm lên. Hạ xuống, thở ra. Lặp lại. Hít vào đặt tay lên nhau, vươn lên. Đẩy ngực lên. Nâng cằm lên, đưa bàn tay vào sau đầu. Hạ xuống, thở ra. 3 vòng nữa nào. Hít vào, đặt tay lên nhau, vươn lên. Vươn về sau. Đưa bàn tay vào sau đầu, nâng cằm lên. Hạ xuống, thở ra. 2 vòng nữa. Hít vào, đặt tay lên nhau, vươn lên. Đẩy ngược lên. Đưa bàn tay vào sau đầu. Hạ xuống, thở ra. 1 lần nữa. Hít vào. 2 tay vươn. Vượt qua đầu. Đưa bàn tay vào sau đầu. Hạ xuống, thở ra. Ủa, hết chưa nhỉ? Mải phiêu quá, không nhớ được động tác luôn. Rồi, thêm 1 lần nữa nhá. Hít vào, đặt tay lên nhau, vươn lên. Vì nó quá là dễ chịu luôn. Đưa bàn tay vào sau đầu, đẩy căng ngực lên. Hạ xuống, thở ra. Wow, quá là tuyệt vời luôn. Chúng ta tiếp tục nghiêng người sang hai bên để kích hoạt toàn bộ phần cơ thể chúng ta, giãn mềm ra. Rồi, hít vào, tay phải lại vươn lên, kiễng chân trái. Thở, nghiêng người sang bên trái. Dễ chịu hơn rồi đúng không ạ? Nâng lên. Hạ tay xuống. Hít vào, tay trái vươn, kiễng chân phải lên. Thở, nghiêng sang bên phải. Nâng lên. Hạ xuống. 2 vòng nữa. Hít vào, tay phải vươn, kiễng chân trái lên. Hờ, nghiêng bên trái. Nâng lên. Hạ tay xuống. Đổi bên nào. Hít vào, tay trái vươn lên. Đẩy ngược lên. Hờ, nghiêng bên phải. Nâng lên. Hạ xuống. Một vòng cuối. Hít vào, tay phải vươn. Hờ, nghiêng bên trái. Nâng lên. Hạ xuống. Tiếp tục nào. Hít vào, tay trái vươn. Hờ, nghiêng bên phải. Nâng lên. Hạ xuống. Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta buông lỏng tay phải ra. Buông lỏng tay phải. Hít vào, tay trái vươn lên nào. Hơi gần chạm vào mang tay bên phải. Hở, chúng ta kéo nghiêng đầu sang bên trái. Giữ nguyên ở đây và hít thở đều. Cảm nhận độ căng ở toàn bộ vùng cổ bên phải. Hít thở đều bằng mũi. Thả lỏng cầu vai bên phải. Thả lỏng trán. Rồi từ từ nâng lên. Hạ tay xuống. Đổi bên nào. Hít vào, tay phải vươn. Chạm gần mang tay bên trái. Thở, nghiêng đầu sang bên phải.
giữ nguyên và hít thở đều. Hít thở đều. Thả lỏng cầu vai bên trái. Thả lỏng các ngón tay bên trái. Hơi từ từ hạ tay xuống. Hít vào, hai tay chúng ta đan trước mặt. Thở ra vươn lật ngửa lòng bàn tay lên trên. Hít vào trùng tay lại, hai tay đan lại sau lưng. Thở ra để căng ngực về phía trước. Hít vào buông tay, hai tay dang ngang. Vươn lên, lòng bàn tay hướng vào nhau. Thở ra, hai tay chắp lại. Kéo ngón tay về phía giữa trán của chúng ta. Rồi kéo về phía tim. Chúng ta cúi đầu xuống, ngẩng đầu lên và nở một nụ cười thật tươi. Đấy là cách chào trong bộ môn yoga. Và chúng ta vừa hoàn thành một bài tập yoga cơ bản dành cho người mới, giúp giãn mềm toàn bộ cơ thể chúng ta và thực hiện trong tư thế đứng. Tất nhiên bài tập này chúng ta thể luyện tập thường xuyên hàng ngày, vì nó chúng ta tỉnh táo hơn, dễ chịu hơn nếu mà chúng ta bị bó cứng trong cơ thể của mình. Tranh thủ ở cơ quan, ở văn phòng, hoặc là chúng ta vừa đạp xe, hoặc là chúng ta vừa bơi xong, hoặc làm công việc gì đó mà cần thư giãn ngay lập tức, thì mọi người có thể lựa chọn bài tập này. Và dĩ nhiên Kiba có hàng chuỗi rất nhiều các bài tập khác nhau, thì cô chú anh chị và các bạn có thể gõ từ khóa là yoga cho người mới Đặng Kim Ba trên các nền tảng internet, thì sẽ thấy các chuỗi bài tập yoga nhiều hơn nữa, các bài tập ngồi, các bài tập với thảm để chúng ta thể lựa chọn ngay tại nhà. Hoặc ở dưới phần mô tả video này cũng có rất nhiều các cái lựa chọn những cái bài tập để cô chú anh chị có thể là nhấn vào đường link, sau đó chọn cho mình một bài tập phù hợp nhất. Và như một thường lệ với những học viên luyện tập với Kim Ba, để biết rằng là các cái bài tập của mình nó có hữu ích với mọi người không, và chính mọi người cũng có một cái kỷ luật bản thân kết nối với Kim Ba để Kim Ba có thể tiếp tục xây dựng bài tập mới hơn, thì sau mỗi bài tập thì mọi người có thể comment giúp Kim Ba theo thứ tự sau để mình biết rằng bài tập này đã hữu ích với mọi người, và từ đó Kim Ba sẽ xây dựng thêm các bài tập mới. Thì đầu tiên mọi người hãy comment theo cấu trúc sau, đó là thành phố mình đang sinh sống. Thành phố mình đang sinh sống ở thành phố nào để xem thành phố nào chăm chỉ nhất, đúng không ạ? Và thứ hai là ngày mình luyện tập trong ngày hôm nay. Và thứ ba là cảm nhận của mọi người với bài tập ngày hôm nay như thế nào? Cảm thấy dễ chịu, thoải mái hay có khó khăn gì không? Có các câu hỏi gì thắc mắc cần Kim Ba hỗ trợ hay không? Thì mọi người comment ngay ở dưới video này nhé, đúng không ạ? Thành phố mình đang sinh sống, ngày mình tập luyện bài tập này, và cảm nhận cũng như là câu hỏi mọi người cần Kim Ba hỗ trợ, hoặc có yêu cầu gì thêm các bài tập mới thì mọi người comment ngay ở bên dưới, Kim Ba sẽ giải đáp và gửi tiếp các bài tập đến mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người trong những bài tập tiếp theo. Xin chào!